Ồ, cái đó là mình hồi ly. Ly không luôn hả chị? Hay là mình có sen vô hoa cái kia? Đây cả nhà, cả nhà nhìn ha, chị Loan cắm hoa rất là đẹp. Trước khi, sau khi cắm hoa là chị tưới nước lên cho nó phun sương, rồi là cho nó tươi. Mà cái gì mà qua một bàn tay của phụ nữ thì thôi rồi, đẹp tuyệt vời. Nhà mà giống như đàn ông, đàn ông cho dù có khéo cỡ nào cũng không qua phụ nữ đâu. Cái hoa thì cũng cái cắm đẹp hơn, tại vì người ta thích trang trí đẹp á, cho nên là ta sẽ có nhiều cái ý tưởng làm như thế nào sớm một tí rồi ta mới lên đồng. Dạ đúng rồi, bữa nay cuối tuần nè, em nghĩ xíu nữa. Lon quệ sầu ai, lon quệ héo, lon quệ sầu Vũ Linh. Lon quệ sầu chú, trong héo ngoài tươi. Phụ cho cô đi vô này ha. Rồi. Nhưng mà tối á, là mình xem những cái đoạn clip của chú là nó thật sự là cái cảm xúc là mình muốn là rơi lại luôn quý vị. Khi mà nhất là xem cái đoạn video mà chị Hồng Phượng hát dưới là chú Du Linh. Thì hôm trước cho chị Huệ đi xuống 49 ngày ở lâu không? Lâu rồi chị với Hòa Loan đi chung căn nhà ngồi đó. Mà chị Loan lúc đó là về là chị hai chị em tới 9 giờ mấy mới ra ha Loan ha. À về bữa đó là về chung luôn ha. Về chung. Dạ. Mà tội cho chị Loan á là từ ở dưới đây chạy xe máy xuống. Dạ. Mình ở xa không chị Huệ? Em chạy mà em thấy mệt nữa, chị Loan chạy thấy bình thường. Chị Loan mà chạy mà tốc hành luôn á nha. Dạ, coi như đường trường là nó không bị kẹt xe là phải trên 2 tiếng á. Dạ. Chị ở đâu là? Chị Loan là ở Bình Tân nè, còn chị quận 10 nè. Không, hôm nào cũng hơi bị kẹt xe, đúng không? Hôm nào giờ là dạ. Chị dậy rồi về pha giống như là sửa soạn đâu vào đó là bắt đầu 6 giờ rồi đề ba đó mà chạy biết đề ba đề ba hình như là chị không biết đường. 8 giờ 20. Thật sự nói chị không biết đường chứ chạy chừng 2 tiếng à, 5 giờ chạy đến đây 7 giờ không, thôi cũng đi 1 tiếng à, 2 tiếng 20 phút á. 2 tiếng 21. Hôm nào mà chị Huệ mà muốn đi xuống đây sớm á thì em qua em chở. Rồi chị Loan đi sau. Giống như thường là em chị nói em thường khi mấy giờ em đi? 5 giờ là em đi. Đó, cái này là chạy luôn chừng có 2 tiếng à, nếu mà kẹt xe á. Chị kia không sớm mà đi. Thôi để cho hai chị em đi chung đi em ơi. Đừng có chia rẽ chị em. Không phải. Không phải tại vì chị ở quận 10 vậy á. Không, 4 giờ mấy là em đã đi rồi. Vậy là nhà thuộc về phường 14 không ta? Dạ đúng, phường 14, phường 14. Phường 14. Băng ra bên ngay chỗ hãng BTG. Tại vì 4 giờ mấy là em đi là 5 giờ là em tới đây rồi. Cho hai chị đi chung cũng vui. Chứ em chở xong đi đó rồi chị. Chị kia đi mình buồn lắm. Thường khi em đi là em đi đường nào lên? Cũng đi đường quốc lộ qua 1A giống như chị hả? Không, em không có đi quốc lộ. Mà em đi tại vì chị đi qua bên chị Loan á, là phải đi quốc lộ 1 thì nó gần. Còn em thì em đi sau bến xe miền Đông, đại lộ Bình Dương. Xa hơn không ta? Không, gần hơn chứ. Gần hơn. Dạ. Bến xe Bình Dương mình hả? Bến xe miền Đông á. Đi qua miền Đông. Dạ. Rồi chạy thẳng. Chạy thẳng xuống đây một mạch xuống đây luôn. Một đường một cái đường mà em chỉ hôm bữa em dẫn chị đi đó chị Loan. Bến xe Bình Đông vậy là mình đi qua cầu Bình Triệu hả? Dạ đúng rồi. Đi qua cầu Bình Triệu. Em đi đường đó không à? Qua khỏi chùa Bà mình luôn mà. Chùa Bà ở đâu thì em không biết. Chùa Bà Bình Dương mình đó. Chỗ nằm chỗ nào em không biết. Nó trên đường quốc lộ hay sao? Nó ở thành phố mới mà, chùa Bà ở thành phố mới mà. Không biết nữa. Dạ. Thì nói chung là đi đại lộ đó thì đi có nhiều có con đường đi qua bên thành phố mới. Đó, chị Loan tưới quá tuyệt vời. Trời ơi, đâu có biết đâu, vậy là nhà chị quá gần nhà em luôn. Bữa nào mà hẹn chị Loan qua uống cà phê gọi em nha. Quá bên luôn, em chạy chắc chạy cái dù cái là qua tới rồi. Có đi qua nhà chị Loan cũng gần, nhưng mà nếu mà em chạy thì gần, còn nhưng mà gần cũng 4-5 cây chứ không gần. Còn có cây kéo mà chị. Nãy giờ chị không thấy cái kéo mà có cây kéo kìa. Trời cắt. Hôm trước nữa xuống chị có coi video đúng không? Có. Dạ xuống chị. Cô nào mà cũng đi thuê xe 7 chỗ cô lên cũng mua vịt quay với bánh mì đi. Dạ dạ, cái đó buổi trước nữa, hôm qua không phải. Buổi trước nữa. Xuống rồi vịt quay ăn uống rồi mời cậu Năm uống bia xíu á. Dạ, em có chia sẻ. Đây, chị cầm bình hoa đi, đi theo chị Loan để nó mình. Đó, đúng rồi.
đó, chị Huệ đem hoa ra cả nhà, quá đẹp luôn. Có cúc vàng, cúc trắng, hoa ly nữa nè. Mỗi lần mà chị Huệ với chị Long á là xuống đây á là đều làm phụ với cả nhà. Điều chỉnh đâu chị ơi. Không phải, chị đem cái bình Huệ trước đi. Lên không lên vậy? Đang ở mộ cậu, biết tôi là giữ mộ mà. Có lên đâu? Cái lọ đó mình để dưới luôn hả chị? Lọ này để dưới đi. Dạ. Trên này đầy rồi, để sạch quá nữa thôi. À, hai cái lọ bông hoại đẹp quá ha. Ừ. Chị cắm khéo ha. Chị cắm có tầng luôn á. Trời ơi, giờ là đều luôn á, hai chậu nhìn đi chang luôn. Hai chậu nhìn đi chang không khác gì luôn. Rồi hai chậu phía sau nữa kìa. Trời ơi, chị Lan, chị Lan cắm cắm hoa mà đổ mồ hôi quá trời nhiều. Thương quá trời thương. Nãy đang quay thì điện thoại với em mọi người ơi. Giờ tiếp tục cái câu chuyện nha. Chị bắt đầu dọn dẹp chân lên nè. Mỗi lần chị tới đây á cả nhà thì chị lúc nào cũng tất bật luôn tay luôn chân, không có ngồi nghỉ luôn á. Thật sự mà nói rất là quý tấm lòng của chị. Để bưng mấy cái chậu này lên nữa nè cô. Tại vì hồi tối á, hồi tối á là phải bưng xuống, rồi gió nó bay cô. Rồi cứ chân lên cho nó đẹp cho cậu. Mà bây giờ là chân lại cái bàn thờ. Đầu giờ là chân lại nha mọi người. Xuất sắc luôn. Không, nhưng mà em nghĩ là mấy cái này mình để dưới chị nhiều quá, cái mình không có chỗ để trái cây. Đúng rồi, chị để chị sắp xếp. Dạ. Đúng rồi. Để từ từ đi. Mình để giống như cái chậu mới này sắp xếp đẹp à. Mấy cái này là mấy chị này chị rất là khéo tay cả nhà. Đó, mỗi lần xuống là cái bàn thờ lúc nào cũng tươm tắt sạch sẽ, chị sắp xếp rất là gọn gàng. Nước thì chị trong cái bình đó chị để rất là đầy ha, là không sợ rớt luôn. Theo y phục quét hay gì miễn sao là màu đen không là được. Anh thì bánh bía hả chị? Bắt đầu cắt bánh bía ra. Anh thì đồ tự do đi, tại anh không có đồ đen, em hiểu không? Nếu mà có đồ đen thì cũng hay mặc đồ đen giống như mấy chị này. À, có để lên cái dĩa nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Rồi chị Lon thì cũng sắp xếp cả nhà đem bánh ra ha. Chị thì cả nhà thấy ha, không phải giống như mọi người thì chị sắp xếp cái bánh ra, chị để ra dĩa, ra hẳn ra dĩa luôn và sắp xếp theo rất là khéo nè, rất vòng vòng và sắp lên tầng tầng cả nhà, rất là khéo luôn. Nếu mà em có đồ đen, mặc đồ đen. Còn hơi tích nữa. Còn hơi mày bắt đầu tưởng tượng cho mình gì không? Không LGBT đó. Biết rồi. Trời ơi. Anh là chuyên quay cũng đồng LGBT mà. Chỉ để mình xích ra nha. Cho chỉ dọn dẹp đi cho có không gian nó thoải mái một xíu mọi người. Không, cái dĩa đó chị lấy xuống đi chị, cái dĩa bánh chuối bên đó kìa. Hồi... Đó. Đẹp rồi. Chị tỉ mỉ ha, chị chỉnh từng cái cả nhà.